luôn. Ê, tôi định mua này này. Cấm vệ người tộc luôn, sợ gì nhau. Thử nghiệm à? Ồ, sợ gì. 17k, đánh 55 giờ luôn. Rồi bán thôi. Nào nào. 55. Làm gì đây mà cậu ăn mày toàn bấm à? Rồi, để thoát này ra đã. Làm gì? Không vội vàng làm gì? Ê. Cái máy đâu rồi? Cái bạn người ta chứ. Vì trên game một trận thôi xong rồi. Không. Một trận thôi với cả tao bảo là một, tao bảo là một. Đứa học xong mượn máy đó. Nhanh nhanh nhanh. Anh lên, xong chưa? Sẵn sàng chưa? Đéo, tao lên tao xem gì đấy. Nhưng mà học xong đó mà. Học xong gì? Máy nóng ấy hả, Xuân Long? Kệ nó đi. Xóa đi, xóa, xóa. Không. Chưa tao ở trường. Phản thật tướng gì cho tự mình đúng không? Hay là... Đeo nát đi. Cầm đi xi luôn. Bắt đầu mình này chơi đâu chắc. Bắt chơi chán lắm. Bắt đầu chơi chán, trên tường, tim con này đỡ đòn đúng không? Khỏe bây giờ đi chơi kiểu sắt cối. Đã chơi lại đâu. Đi mày mày soi đi. Lại con lực của Lizzy. Con lại chơi. Chơi con gì nhanh lên. Con đầu ôm ơn. Ghê cô gái kỳ diệu. Mẹ đéo đổi được. Vui vờ lờ. Cô gái kỳ diệu. Mày mượn ảnh được mày. Mẹ em đây phải đeo cái gì nâng tay trên nhỉ. Để thằng này nó lạnh chứ. Mày nóng mê. Kệ mày nó nóng, mày nóng cao mày chơi không? Yếu, mày nóng hiểu. Mày nóng, mày đau tay, mày bỏng tay ở chưa? Ơi, để tao bỏng tay trước. Nhưng mà mày chơi xong rồi tí nữa nó nóng hơn đúng không? Trời ơi. Trời ơi, mày xóa đâu. Đó lý do vì sao tôi ghét như thế rằng là tôi thấy mít hôn có cái dòng hôn như này. Ừ. Toàn lỡ tay bấm vào thì mẹ nó nhạy vờ lờ ra. Trời ơi, cái lần chó rồi. Lý do vì sao tôi thích ghét lắm. Vé lồn nó ranh vàng rồi. Ranh vàng thì đánh cái gì thôi, đánh cho. Thế rồi, tao mới ranh vàng thôi, tôi đánh ranh vàng. Đấy, tao tập ranh vàng. Tôi tranh danh. Tôi đánh cho. Tao đã lên ranh vàng đâu. Rồi, bu Sơn Long ở đây nhặt nó đi. Xin lỗi Sơn Long nha. Nào, khổ quá. Nó như là chủ bán nét, nó như là chủ nét về điện thoại. Cái lồn gì đây? Đéo, lên áo chọn lửa trước. Áo lửa. Rảnh lồn lên áo lửa. Thằng nào đi rừng ấy? Đây là gà, đây là quán. Đây là lái. Rừng cả. Bố mày đéo thích cái em hiểu không? Cái kia lại chạy ra cái em. Rút tập đội đi các mẹ ơi. Kệ con mẹ rồi. Một support rồi đấy. Tao bằng level đằng này rồi đấy, kinh không? Cho nó băng lính luôn. Con này trụ, con này này trụ nhanh. Chạy. Với là đầu đá. Con này này solo nữa là sở. Đấy, hắn. Solo đéo đâu, đây là 2v2 mà. À, 1v2 mà. Tao lúc nào sở. Mày lên đây, chúng mày ra đây, chúng mày ra đây. Tao hơn level nó mà sợ mẹ. Lên luôn. Lên luôn. Mở lên luôn. Hai cô gái. Ăn chim ơ, mày điên à? Tao ăn chim.
đánh hay lắm, đâu như thằng Khánh đâu. Thấy không, né hết cả phi kiếm của nó. Đấy, né skill. Lao vào. À đây là bố là mình để cái hài đấy rồi. Này không? Đập nát chim nó. Cái gì gà cơ? Gà. Bố mày tính cả. Nó cứ nghĩ nó là bụi là nó ăn tao phải không? Đang đi farm chưa? Khi nào farm xong rồi tao đi ăn. Ăn rồi về. Về. Tôi sẽ làm farm rồi. Nhưng MOBA lúc nào được trụ đầu cũng là lợi cực kỳ lợi. Mày đánh AD tao không? Mày ra đây tao đánh mày. Dám đánh AD tao thằng mất dậy. Ơ đéo hiểu sao? Hindu. Đơ bơ mày. Cho sao? Thôi, bốc hơi rồi. Tôi vay một tí. Hút. Sao tao lấy cho cháu vừa? Mày chết một lần rồi. Mày chết rồi à? Mày lộn, mày chết rồi, mày nhớ
hai điều vào đập vào bùa đi, nó có bùa. Chiêu một là bị nhiễm chóa đúng không? Khổ lớn. Không, chiêu một là giải chóa chứ không phải nhiễm chóa. Đó là giải chóa. Chắc là tao không gì ạ. Cô làm toán rồi đi qua. Yên vị chưa lại. Mình ấy á, MVP.